cái cơ hội nó sẽ không bao giờ ở đó. Không có sự hy sinh nào là vô nghĩa hết mọi người. Mỗi người ở đây cũng sẽ là một câu chuyện thôi, sớm muộn thôi. Để có được các bạn ngồi ở đây á, nó là cả một cái hành trình luôn. Bây giờ, sự xuất hiện của người đã tổ chức ra buổi event đặc biệt ngày hôm nay không ai khác, đó chính là Mr. Hà Hiền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với Workshop Battle for Academy lần thứ 4. Xin chào đại sư đầu tiên, cơ hội so the world know how Vietnamese barber is. They end up trusting you, you gotta just show them what you got. You gotta prove to them that you can do it. Have to believe in yourself. If you don't believe in yourself, it won't happen. It sounds corny to say, but trust me, if you truly believe in yourself, it's gonna happen. All you gotta do is take action. To my man, and the two Emmers. Woo!